đến cho bao người xem. Chị Khánh ơi, chị Khánh. Em gọi điện thoại cho chị hoài không được. Làm phải đi kiếm chị quá trời. Đi vô đi, ngồi. Ủa, sao kiếm chị vậy? Sao lần nào tới nhờ giả nó phải không? Đúng chị rồi. Nghi lắm á nha, lần nào gặp em cũng nhờ giả chị. Hôm nay là chuyện gì nữa, về ngôi nhà nữa? Không, hôm nay không phải là về nhà em. Hôm nay em kiếm chị ngồi nói chuyện chơi thôi. Ồ vậy hả? Chứ không có nhờ vả. Vậy hả? Thiệt nha. Rồi nói chuyện chơi chuyện gì nè? Dạ, nói chuyện chơi xong rồi, bây giờ em nhờ vả. Rồi đường nào cũng về La Mã. Rồi nhờ giả chuyện gì? Sao chị hồi hộp quá Trung ơi? Là nhà em xong rồi. Thì bây giờ em nghĩ đến cái việc mà mình phải trả hiếu cho ba mẹ. Mình định mua ngôi nhà rồi. Cho ba mẹ nữa. Vậy hả? Bây giờ là em muốn vì mẹ em rất là đạo Phật. Mộ đạo đúng không? Dạ đúng rồi. Mẹ em rất thích vậy. Đi chùa. Và cũng thích ngồi thiền. Em rất là muốn thiết kế lại cho mẹ em một cái khu vực để phòng thờ. Cho mẹ em có thể có thời gian thư giãn nhẹ nhàng. Tại vì á, ngoài cái chuyện mà thờ phụng ra, mình có thể sử dụng cái khu vực đó, cái vị trí đó để làm phòng thiền nữa. Thì có thể làm cho cha mẹ mình có thời gian để nghỉ ngơi nè, rồi ngồi tĩnh tâm lại để mà bao nhiêu cái mệt mỏi nó tan biến hết. Thì cái điều đó rất là quan trọng. Thì em nhờ chính xác người rồi. Có một anh kiến trúc sư rất là tài giỏi trong lĩnh vực này, thì chúng ta sẽ cùng đến để làm phiền anh ấy. Bên nhà cũng không phiền lắm đâu hai chị. Rồi qua bên đó. Dạ rồi. Đây. Dạ, giới thiệu với anh Thành, đây là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Giới thiệu với Trung, đây là anh Trường Thành, kiến trúc sư của căn hộ rất là xinh đẹp này đó. Dạ. Hôm nay rất vui được gặp lại Khánh và rất vui được gặp anh Trung, rất là nổi tiếng. Nhật ký của mẹ này anh cũng biết. Mình cũng rất là tâm đắc về cái nhà này cũng như tác phẩm của anh Trung vậy đó. Đúng là một cái bài toán rất là khó. Nhưng mà với mình thì mình nghĩ bài toán là cũng có hướng giải và mình sẽ giải cùng với lại chủ nhà. Hồi trước giờ thì em nghĩ là những ngôi nhà mà có cái khu vực phòng thờ đó thì em lại sợ là nó hơi bị có cái không khí âm u. Bởi vì ai cũng nghĩ là cái khu vực phòng thờ là nên dùng những cái loại gỗ mà sẫm màu, màu nâu sẫm, rồi đèn cũng đỏ. Thì em sợ là cái không khí nó âm u, nhưng nó không có tốt cho ngôi nhà lắm. Nhưng mà khi mà em bước vào ngôi nhà này thì em thấy rất là thoáng đãng, rất là sáng sủa. Thì cái bí quyết nào để mà anh giải được cái bài toán đó? Cái cảm nhận của anh Trung rất là đúng. Cái trong cái tâm lý của mình cũng như của mỗi người thôi, khi nghĩ đến phòng thờ đó là một cái không gian nó rất là riêng biệt, nó đôi khi nó nặng nề nữa. Từ ánh sáng đến màu sắc đó. Do đó cái căn nhà này thì cũng đây là chủ nhà là người rất là mở, anh ấy từng trải nhiều rồi, cái cảm nhận cũng tốt. Và mình thì cũng cố gắng phải giải cho anh cái bài toán này. Thì mình vẫn đưa những cái đường nét rất là Á Đông vào trong cái đó, nhưng mà mình phối cái màu theo cái xu hướng mới phương Tây bây giờ. Màu nó classic một chút xíu. Và cái khung bên ngoài thì cũng là classic theo phương Tây, nhưng mà bên trong thì hoàn toàn là Á Đông, để cho cái tông nhà mình nó là một cái sự đồng nhất, một cái hệ đồng nhất, nhìn nó đồng điệu với nhau. Còn bên trong thì nó là làm một cái riêng nữa. Thì cái không gian này nó đáp ứng, cái thiết kế này rất là đáp ứng được cái yêu cầu của anh ấy. Cái này thực tế là cái không gian này nó ban đầu nó là một cái kho. Nhưng mà mình lại thấy cái vị trí cái kho này là nó ổn nhất. Thứ nhất là nó có khoảng riêng. Thứ hai nữa nó vẫn có khoảng mở nhìn ra không gian. Mình thiền thì mình cũng vừa có tâm trạng này, tâm trạng kia, thì mình cũng đủ không gian để đáp ứng cái tâm trạng đó. Thì là mình chọn cái vị trí kho. Nó chỉ vướng về kỹ thuật một chút thôi, nhưng mà xử lý được là mình sẽ làm cái vách ngăn cắt hoa văn CNC, làm cửa lùa luôn. Nhưng mà nếu mà Trung với lại Khánh mà để ý thì không biết đó là cái cửa lùa đâu. Anh bật mí thì tụi em mới biết đó là cửa lùa. Giờ biết rồi mới biết đó cũng là chỗ chơi năm 10, nó rất là vui. Không ai biết được đâu, đó như Khánh trốn đó là bó tay lên. Anh Thành chia sẻ là cái khu vực nhà kho thì nó không làm khó được anh vẫn có thể tận dụng được không gian của nó và có được một phòng thờ cũng như là một phòng thiền rất là đẹp và rất là đặc biệt. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua khu vực đó để mà tham quan những cái không gian khác nữa anh ha. Anh cho phép ạ? Cho phép chứ, mình mời đến đây để mình giới thiệu mà mình rất là thích về cái không gian này. Dạ, cảm ơn anh.
được quan sát tận mắt nè, được chiêm ngưỡng nè, được sờ nè, thì thấy như thế nào? Em thấy cái hay của anh Thành là cái không gian phòng thờ mình dùng một cái tông màu rất là nhẹ nhàng, nó rất là sáng sủa, nó làm cho mình cảm thấy thư giãn, cảm thấy thoải mái, chứ không có thấy nặng nề. Và ngay cả cái ý chủ nhà cũng ban đầu cũng muốn ý như anh Trung vừa diễn tả, anh Trung có cái cảm nhận rất là tốt và rất là đúng. Khánh thì cảm nhận của Khánh thì Khánh thấy choáng ngợp bởi những cái bức tượng Phật ở đây quá đẹp, quá lạ và quá độc đáo, không có nặng về tính tâm linh mà vẫn có tính nghệ thuật và thẩm mỹ trong đó. Nhân tiện về nhận xét của Khánh về các bức tượng Phật ở đây thì Thành cũng nói luôn, anh chủ nhà rất là mê sưu tầm những cái đồ cổ, mà đặc biệt là anh ấy rất là thích thiền, nên là những cái cảm giác nào mà anh thấy bình an, thấy ổn, thấy tốt là anh ấy sưu tập về để anh ấy thiền, anh cảm nhận về vũ trụ này. Yeah. Thì những bức tượng Phật này đúng là rất là nghệ thuật, không quá cầu kỳ, không quá nặng nề như những bức tượng Phật mình thường thấy. Rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng, mà được các điệu vẫn tạo nên cái nét rất là Phật giáo, nhưng mà thực ra này lại rất là trẻ trung nha. Mình thấy rất là lạ các bức tượng Phật đây, nó làm cho tâm lý của mình không quá có gì nặng nề, và vào không gian này mình cảm giác có gì đó rất là thư thái, rất là nhẹ nhàng. Em thấy một cái hay nữa là nếu mà chỉ có mảng trắng và bức tượng Phật không thì nó chưa có một cái gì nó tươi mát lắm, nhưng mà cái hay của anh Thành là anh Thành đặt thêm những cái mảng xanh vào như cây cỏ ở đây, rồi ở ngoài ban công cũng có bức tượng Phật và xung quanh là búp sen rồi cây cỏ, nó làm cho cái màu xanh lá nó vào với màu trắng nó nổi bật lên và nó làm cho mình có cảm giác như là ở giữa thiên nhiên vậy. Chính xác. Tại vì lúc thiết kế là cũng sao mà kết nối giữa bên trong với bên ngoài, nhưng mà kết nối sao nó chuyển tiếp nhẹ nhàng thôi, đừng có gắt quá, thì cái mảng xanh đó nó sẽ chuyển từng cái góc, những cái góc nào chính trong nhà thì mình sẽ đặt những cái vị trí đó. Thì mình ngồi góc này mình quan sát được góc này thì nó không bị đột ngột, nó không bị rời rạc, thì đó cũng là cái ý từ ban đầu. Và hoa sen thì gắn với tượng Phật, gắn với cái sự trong sạch, rồi gắn những cái câu thơ thì Khánh với lại Trinh Trung cũng biết rồi đó. Nên là nhà anh ấy là từ sen tươi cho đến sen khô, có thứ là nó rất hợp với cái không gian ở đây. Và quan trọng hơn hết là hoa sen tươi thì mình lại có cách xử lý khác để cho cái không gian nhà lúc nào cũng tươi mới. Và với hoa sen khô thì chúng ta có một bình hoa rất là độc đáo, rất là đẹp đây. Không cần xử lý gì hết, bản thân nó đã tự toát lên vẻ đẹp của nó rồi. Thành cho em hỏi là ví dụ đi, có nghĩa là trong cái tư tưởng của những người lớn tuổi như là mẹ em chẳng hạn, thì lúc nào cũng suy nghĩ là ở cái khu vực phòng thờ là mình nên chọn gỗ sậm màu, màu nâu, rồi có những đèn cầy mà ánh đèn màu đỏ, màu vàng này kia đó. Đúng rồi. Mà nếu mà làm việc lần đầu tiên với anh Thành, thì anh Thành đưa một cái ý tưởng là cái phòng chờ của mình là nó sơn trắng như này, đánh đèn trắng lên, thì liệu hai cái luồng ý tưởng đó gặp nhau, mặc dù em biết là chắc chắn là mẹ em đến căn nhà này mẹ em sẽ rất là thích. Đúng. Nhưng mà nếu mà ngay thuyết từ đầu được, dễ dàng làm sao mà mình thuyết phục được khách hàng là cái kiểu của mình nó sẽ phù hợp với lại cái ý tưởng của khách hàng. Mình thờ tượng Phật ở đây thì nó nhắc lại lịch sử, nhưng mà trong cái cuộc sống hiện tại thì nó bộn bề rồi. Cần có cái gì toát ra nhẹ nhàng lại và nó hợp với cái xu hướng hơn. Những cái hoa văn họa tiết trong đó mình cũng vẫn nhắc lại đôi chút cái nét xưa cho nó mềm mại. Chứ còn nếu mà sau đó mà tưởng tượng là một cái gì đó thẳng băng hoặc gì đó, chắc chắn nó sẽ không phù hợp. Yên tâm đi, em chỉ cần lo việc có kinh tế đi, rồi việc thuyết phục mẹ là có chị với lại anh Thành. Đó, yên tâm, chắc chắn. Em cảm ơn anh Thành đã dành thời gian để mà tư vấn giùm em. Hôm nay là quả thật là em đã học thêm rất là nhiều điều về cái khu vực mà thiết kế phòng thờ. Thành cũng rất vui hôm nay được chia sẻ với anh Trung, với lại Khánh những cái cảm xúc về căn nhà này và cái giải pháp cho cái phòng thờ trong không gian căn hộ. Thì cũng cảm ơn chương trình đã cho mình thể hiện hết cái cảm xúc của mình với lại chương trình, với lại Trung, với lại Khánh. Khánh xin được thay mặt những người thực hiện chương trình xin được gửi đến Thành kỷ niệm chương của chương trình, thay cho lời cảm ơn và chúc cho anh luôn mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong công việc của mình ạ. Cảm ơn Khánh. Dạ. Xin chào anh. Chương trình. Dạ. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chuyên mục
chống thấm cùng chuyên gia. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hùng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng. Xin được chào tiến sĩ. Xin chào chị, xin chào khán giả. Thưa tiến sĩ, ngày hôm nay thì một khán giả ở xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long có gửi thư về chương trình nhờ tư vấn như sau. Làm tôi chuẩn bị hoàn thiện nhà, xin tiến sĩ tư vấn là mái nhà nên thiết kế thế nào để việc chống thấm thuận tiện nhất ạ? Xin mời tiến sĩ tư vấn. Có 3 loại mái nhà cơ bản. Thứ nhất là mái tôn, thứ hai là mái bằng bê tông và thứ ba là mái ngói. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến hai cái loại mái đầu tiên, còn cái loại mái ngói chúng ta sẽ đề cập ở cái chương trình sau. Thứ nhất là về mái tôn thì chúng ta nên thiết kế như sau. Cái thứ nhất ấy là mái tôn cần phải có cái độ dốc lớn hơn 10%. Tiếp đến cái chỗ mí chồng nối giữa hai cái miếng tôn. Thì cần phải có cái độ che phủ là 2 sóng tôn, thông thường là khoảng 17 cm. Tiếp đến là chúng ta bắn vít ấy, thì là bắn vít vào cái sóng dương của tôn và xử lý bằng keo silicon. Cái phần tiếp giáp với cái nhà bên cạnh ấy cũng rất là quan trọng. Thì nếu trong cái trường hợp mà nhà bên cạnh cao hơn nhà chúng ta ấy, thì chúng ta sử dụng một cái tấm tôn phẳng bắn vào cái tường nhà kề bên. Và ở phía trên tấm tôn ấy, thì có thể là xử lý bằng silicon hoặc là bằng các cái loại sơn chống thấm. Đối với cái con lươn ở hai phía bên nhà, trong một số trường hợp ấy, người ta sử dụng gạch để làm con lươn, thì gạch nó có cái độ đàn hồi rất là thấp và rất nhanh chóng bị nứt và tạo ra các cái kẽ hở giữa cái con lươn và tôn, nó cũng gây ra thấm. Thì tốt nhất cái con lươn chúng ta không làm bằng gạch mà nên làm bằng bê tông đá mi. Và cái chỗ mí của tôn đâm vào cái con lươn hoặc là cái tường của nhà kế bên thì chúng ta nên xử lý bằng silicone. Và trong cái quá trình thi công ấy thì không được dẫm lên tôn làm cho tôn bị móp, gây ra cái chỗ trũng, có thể là có cái hiện tượng đọng nước. Ngoài ra chúng ta cũng nên hướng cái mái dốc của tôn ấy theo cái hướng chính của gió, vì trong trường hợp nếu gió của chúng ta thổi ngang ấy thì vẫn có thể là gây bắn nước vào phía trong của cái ngôi nhà. Đấy là cái trường hợp của mái tôn. Còn cái trường hợp mái bằng bê tông thì khi chúng ta thi công mái bê tông nên là thi công dùng cái bê tông ít xi măng, tại vì bê tông càng nhiều xi măng thì cái tính co giãn càng kém và càng dễ bị nứt nẻ. Do vậy khuyến khích là dùng các cái loại phủ gia để mà giảm cái lượng xi măng hoặc là giảm cái tính co ngót. Tiếp đến các cái lớp chống thấm thì chúng ta thi công trực tiếp lên trên cái bê tông và sau đấy mới đến các cái lớp như là chống nóng vân vân. Chúng ta cũng lưu ý là với cái trường hợp nếu cái mái bê tông chúng ta nó quá dài, quá rộng thì chúng ta nên phân chia ra thành các cái phần bằng cái khe nhiệt. Và các cái đường ống ở trên mái dùng để thoát nước ấy, thì cần phải có cái tiết diện đủ và cái khoảng cách là hợp lý. Nếu không sẽ có cái hiện tượng là bị tắc do rác đọng hoặc là cái nước nó thoát không kịp vào cái mùa mưa bão cũng gây ra cái trường hợp thống. Xin được cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn chị, cảm ơn khán giả. Và quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với chương trình Nhà đẹp quanh ta. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ, chúng tôi xin mời quý vị cùng gửi về email của chương trình nhà đẹp quanh ta amoc@gmail.com. Chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cũng không quên cảm ơn nhãn hàng Sơn Boss đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt quý vị. Sơn Boss sống và đam mê.